Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Đảng bộ xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà chọn để tổ chức đại hội điểm thực hiện bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới. Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thải Giàng Phố đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đại hội lần thứ 23 đề ra. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh từ cơ sở. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới là trên 49 tỷ đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,5%. Mạng lưới trường lớp học tiếp tục được củng cố. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân không ngừng được nâng lên. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những khó khăn, tồn tại, những kiến nghị, đề xuất và phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Mong Đảng nhà nước là tiếp tục có những chính sách khuyến khích cho bà con nhân dân phát triển kinh tế, cụ thể như là chính phát triển kinh tế về nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ bà con nhân dân du lịch về nhà homestay. Nông thôn mới thì tiếp tục có những chính sách để phát triển làm đường liên gia nông thôn. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 13 đồng chí, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ 24. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có chỉ đạo về việc miễn giảm phí bảo trì đường bộ cho doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong 3 tháng. Tại thông báo này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, căn cứ vào Chỉ thị 15-2020, Chỉ thị 16-2020, Chỉ thị 19-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, khẩn trương làm việc với các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh vận tải để tổng hợp số liệu về thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong thời gian dịch bệnh, để đề xuất phương án giảm phí sử dụng đường bộ, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 5. Trước đó, đối tượng giảm phí phải là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện được các Sở Giao thông Vận tải cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định. Thời gian đề xuất hỗ trợ là các tháng 3, 4, 5 năm 2020, có đánh giá tác động đến tháng 6. Trong đó, cần lưu ý mức độ ảnh hưởng của tháng 4 và đánh giá tác động đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo phù hợp thực tế. Năm 2020, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư xuống dưới 0,3%. Cùng với đó, số trường hợp nhiễm mới HIV do lây nhiễm qua đường tiêm trích ma túy giảm 25%, do lây nhiễm qua đường tình dục giảm 20% so với năm 2015. 70% số người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV của mình. 70% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng virus. 70% số người điều trị ARV có tải lượng virus HIV thấp dưới ngưỡng ức chế. Để đạt được mục tiêu đề ra, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS, tăng cường xét nghiệm phát hiện HIV, củng cố mạng lưới phòng chống HIV/AIDS các tuyến, duy trì hoạt động của mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng trong nhóm nghiện chất ma túy và phụ nữ mại dâm để thực hiện tốt chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. Duy trì hoạt động cấp phát các vật dụng nhằm giảm lây nhiễm, tổ chức thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng, tăng cường kết nối, lồng ghép chương trình với các hoạt động dự phòng và điều trị HIV/AIDS, tăng cường dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Riêng trong tháng 4 của năm nay, đã có trên 15.000 lượt người được tiếp cận tư vấn phòng chống HIV/AIDS, trên 220.000 bơm kim tiêm sạch được cấp phát cho những người trong nhóm nguy cơ lây nhiễm cao, gần 1.000 người nhiễm HIV tham gia điều trị. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, ngày 11 tháng 5 năm 2020, 37 trường mầm non và tiểu học
với gần 14.000 học sinh trên địa bàn huyện Mường Khương đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày đầu đi học trở lại, các trường mầm non và tiểu học của huyện Mường Khương đã thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh đến phụ huynh và học sinh. Học sinh trước khi vào trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, được bố mẹ đeo khẩu trang trước khi đến trường và trên đường đi học về. Phụ huynh đưa trẻ đến trường bắt buộc phải khai báo y tế. Những ngày trước đó, các trường đã tiến hành phun khử khuẩn phòng lớp học, đồ dùng thiết bị dạy học. Các trường mầm non khử khuẩn đồ chơi cho trẻ, vệ sinh những điểm trẻ hay tiếp xúc nhiều như tay nắm cửa, cầu thang lan can. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương, ngay trong buổi đầu đi học trở lại, tỷ lệ chuyên cần toàn huyện ở cấp mầm non đạt 92% và cấp tiểu học đạt 96,2%. Tại huyện Bảo Thắng, tiếp hoạt động tập thể đầu tiên, các lớp đều tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức kiểm tra đồ dùng cá nhân theo yêu cầu như bình nước, khẩu trang, lọ rửa tay diệt khuẩn. Học sinh từ khối lớp 1 cho đến lớp 5 đều có ý thức tự phòng dịch và hào hứng khi được quay trở lại lớp học sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, ngoài các trường học tại khu vực trung tâm thì các phân hiệu cũng ghi nhận số học sinh ra lớp đạt cao. Những ngày đầu tiên trở lại học tập, toàn huyện Bảo Thắng có hơn 14.000 học sinh thuộc hai cấp học mầm non và tiểu học đến trường. Tỷ lệ học sinh lớp 4 và 5 tuổi đến lớp đạt 80% và học sinh tiểu học đi học đạt trên 98%. Việc làm và thu nhập, đây là vấn đề luôn được mọi người lao động quan tâm. Vậy nhưng, để có thể lựa chọn được việc làm phù hợp có liên quan đến chuyện người lao động đó đã được đào tạo nghề gì, ở trình độ nào. Cũng chính từ xác định rõ như vậy nên trong thời gian qua, việc gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm đã được trường cao đẳng Lào Cai đặc biệt coi trọng, quan tâm, coi đó là một giải pháp để gia tăng số lượng tuyển sinh học nghề của nhà trường. Lớp vận hành nhà máy thủy điện K1 hệ liên thông là lớp học đầu tiên được triển khai theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp tại trường cao đẳng Lào Cai. Qua hai cuộc phỏng vấn và tiếp xúc do Công ty Cổ phần Thủy điện Tây Bắc tổ chức, 35 sinh viên trúng tuyển đang theo học tại lớp học đặc biệt này được công ty chu cấp tiền học phí, chỗ ở và tiền ăn, được ký hợp đồng với công ty ngay khi vào nhập học. Điều này đã tạo tâm lý thoải mái, yên tâm, làm động lực cho các bạn sinh viên cố gắng học tập và rèn luyện. Mỗi học sinh sinh viên thì khi mà đi học thì luôn luôn có cái lo lắng là sau này ra trường mình sẽ kiếm một công việc như thế nào để ổn định cuộc sống. Thì như chúng em thì chúng em đã có được một công việc, một đầu ra là ổn định do nhà trường giúp đỡ. Thì chúng em cảm thấy rất là yên tâm trong quá trình học tập và cũng luôn cố gắng phấn đấu để làm sao mình hoàn thành được quá trình học tập của mình tốt nhất. Hiện trường cao đẳng Lào Cai đang có 33 mã nghề cao đẳng, 33 mã nghề trung cấp và hơn 40 mã nghề sơ cấp. Trong đó nhà trường đặc biệt chú trọng vào các nhóm ngành nghề đang có nhu cầu cao trong xã hội như điện, điện tử, điện dân dụng, vận hành nhà máy thủy điện, công nghệ ô tô, hàn, cắt gọt kim loại. Các nhóm nghề liên quan đến du lịch dịch vụ, kỹ thuật xây dựng, ngành nông lâm, thú y, v.v. Cùng với đào tạo đa ngành với liên thông cao, trường cao đẳng Lào Cai luôn tự thay đổi mình trong quy trình đào tạo để đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Từ khi hệ thống ô tô tiến hành đi vào hoạt động và cụ thể là đại lý Honda và đại lý Kia thì chúng tôi cũng rất là vinh dự được tiếp nhận một số lượng cũng rất là lớn nhân sự tốt nghiệp trường cao đẳng Lào Cai. Thì qua quá trình làm việc với các em và trực tiếp đào tạo cũng như là phối hợp công việc thì cũng phải nói là các em có ý thức rất là tốt, đạo đức rất tốt, chăm ngoan và ham học hỏi. Đấy là cái điều đáng mừng đầu tiên. Vậy còn đối với nhu cầu của ngành ô tô nói chung và hệ thống ô tô tiến hành nói riêng thì để phù hợp cho cái văn hóa doanh nghiệp và các cái mô hình hoạt động đặc thù riêng của từng hãng và từng yêu cầu của doanh nghiệp thì chúng tôi vẫn phải đào tạo lại một chút. Nhưng tuy nhiên là cái quá trình đào tạo ấy nó cũng rất là được nhanh chóng và hiệu quả. Hiện nay mỗi năm có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp các lớp nghề của trường cao đẳng Lào Cai. Và chính từ mối quan hệ hợp tác khăng khít với các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, cùng với chất lượng đào tạo được nâng cao, mà có tới 90% số sinh viên tốt nghiệp có thể tự tạo lập hoặc nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp với thu nhập ổn định cho mình. Gắn đào tạo nghề với nhu cầu việc làm, bởi vậy đã được trường cao đẳng Lào Cai xác định là then chốt để gia tăng tỷ lệ tuyển sinh hàng năm. Hội đồng trường cũng có đại diện của doanh nghiệp, rồi là tham dự xây dựng chương trình giáo trình để chúng tôi phê chuẩn cũng có đại diện của doanh nghiệp, cũng có tham gia của doanh nghiệp. Hệ thống sát hạch đánh giá sinh viên cũng có tham gia của doanh nghiệp.
Chứ nhà trường không phải là một cái lâu đài kín để không có một sự tham gia. Ở đây là hệ thống đào tạo mở. Cái mở này nó rất quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ là doanh nghiệp tham gia vào từ đầu đến cuối trong quá trình này. Bởi vì là xác định đầu ra của nhà trường sẽ là đầu vào của doanh nghiệp. Cho nên doanh nghiệp mời doanh nghiệp tham gia vào từ đầu đến cuối. Từ xây dựng chương trình giáo trình. Đấy, cho tới xây dựng chuẩn đầu ra. Đấy, cho tới là quá trình mà đào tạo, quá trình sát hạch. Thì cái này ấy, nếu như anh không gắn với doanh nghiệp thì có nghĩa là anh không phục vụ được cho cái doanh nghiệp và từ đó không phục vụ nhân lực cho nền kinh tế. Ngoài áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để có thể tuyển sinh được từ 6 đến 8 ngàn người học ở các trình độ nghề trong năm nay, Trường Cao đẳng Lào Cai còn đang tập trung nguồn lực đầu tư cho các nghề trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đến năm 2025 trở thành cơ sở đào tạo nghề trọng điểm, cung cấp nhân lực cho khu vực miền núi phía Bắc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.